this on. Bài gì em hay thế? Nghe thấy hay à? Bạn Kiều. Hôm qua nói chuyện với Huệ Vũ kia. Ô, con sóc kìa em ơi, con sóc này. Sao đi chạy dây điện? Đây có sóc nhỉ? Nói Huệ thôi, Huệ sẽ nói chị trưởng phòng mà. Thì thực ra cái Huệ quản lý em nó sẽ đề xuất. Thì cái Huệ kiểu cũng hơi bị thiếu quan tâm đến quyền lợi á. Kiểu như là nó làm việc nhiệt tình á. Chứ bên kia kiểu người ta cũng không thấy á. Bên team kia? Bên kia thì kiểu đấu tranh quyền lợi hơn á. Như chính bản thân cái Huệ nó không đấu tranh à? Ví dụ như mình thì mà em tính incentive ấy. Kiểu nó cũng bảo kiểu mình cũng được thì đấy, nhiều hôm nó còn quên không tính incentive vào.